Chuyển sang các tin tức quốc tế, thưa quý vị, một vụ tấn công khủng bố đã xảy ra tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc Pakistan khiến 7 binh sĩ thiệt mạng. Theo quân đội Pakistan, chiếc xe chở binh sĩ nói trên đã bị phá hủy hoàn toàn do bom gài ven đường phát nổ. Trong số các nạn nhân có một sĩ quan cấp cao, hiện chưa nhóm nào tuyên bố thực hiện vụ tấn công trên. Tỉnh miền núi Khyber Pakhtunkhwa từ lâu được coi là sào huyệt của các nhóm chiến binh Hồi giáo, bao gồm cả chân rết của lực lượng Taliban và của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tại Pakistan. Các tay súng Taliban ở Pakistan là lực lượng hoạt động mạnh nhất tại tỉnh này và mục tiêu chủ yếu là nhắm vào lực lượng an ninh. Theo Viện Nghiên cứu An ninh và Xung đột Pakistan, trong năm ngoái, nước này ghi nhận 29 vụ tấn công liều chết, con số thống kê cao nhất kể từ năm 2014, khiến 329 người thiệt mạng.